Tối cường hệ thống chương 246, chói lọi đến thế, xuất chúng đến thế. Ở một khắc lâm phàm dơ cao bàn tay lên, trời đất gió mây biến sắc, mây đen trên không trung tụ tập lại, sau đó sấm chớp lóe lên, tạo thành những tiếng đinh tai nhức óc. Các đệ tử của cả hai tông cũng bị dị tượng làm sợ hãi. Đang ba ngày nắng ráo, sao đột nhiên lại có sấm sét nổ vang, hơn nữa nhìn sắc trời gió mây vần vũ cũng quá dọa người rồi. Hừ, kẻ làm sĩ nhục tông môn như ngươi, bản tọa hôm nay sẽ đưa diệt thế thần lôi tới, thanh lý môn hộ. Lâm phàm lạnh lùng nói, sau đó một tia sét từ ngột dáng từ trên trời xuống, quấn quanh bàn tay của Lâm Phạm. Xẹt xẹt. Hào quang chói mắt, khiến mọi người nhìn tới ngây người. Chẳng lẽ dị tượng trên trời là do người trước mắt này tạo thành sao? Phong Tiếu Linh cũng trợn mắt há hốc mồm, đây không phải là giả đấy chứ, tại sao Lâm Sư Huynh có thể mạnh đến vậy, ở trận chiến thiên kiêu tranh tài không có cường đại như vậy a à? hay là khi đó lâm sư huynh muốn giữ thể diện cho cửu tiêu tông cố ý không đánh bại tân phong sư huynh phong tiếu linh càng nghĩ càng thấy có lý đôi mắt nhìn lâm phàm đã tràn đầy vẻ tôn kính lâm phàm không biết phong tiếu linh nghĩ nhiều như vậy nếu biết chắc chắn không thể không vỗ vai khen thưởng làm sao có thể sắc mặt lê thiên hành đại biến khí thế từ một trưởng của lâm phàm phát ra quá mạnh mẽ đến mức khiến gã muốn bỏ chạy. Lâm Phàm nhìn gương mặt chuyển sang tái xám của Lê Thiên Hành, chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Chậm rồi. ầm Một chưởng mang theo uy lực vô thượng từ trên trời giáng xuống, khiến mặt đất trung lắc lên dữ dội. Đinh, chúc mừng đánh chết tiểu thiên vị trung giai Lê Thiên Hành. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 300 ngàn. Phế vật. Lâm Phàm thầm mắng, có một chút điểm kinh nghiệm như vậy thì làm được cái gì? Giờ khắc này, mọi người trợn tròn mắt, cả đám đều há hốc mồm nhìn hiện trường. Lâm Phàm vung ống tay áo, đi tới phía các đệ tử Nguyệt Cung Tông. Một hàm không ngờ người này lại mạnh đến như vậy, một chưởng kia càng là khủng bố đến cực điểm, làm trời đất phát sinh ra dị tượng. Chỉ sợ dù là tông chủ của các nàng, cũng không thể chống đỡ nổi một chưởng kia. Mọi người không sao chứ? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, để các nữ đệ tử nguyệt cung tông sinh ra một ý nghĩ, người trước mắt này khác xa những kẻ khác, không có tham lam mỹ mạo của các nàng. Chúng ta không có việc gì, chỉ là bị trúng độc dược làm toàn thân vô lực, không biết làm sao để giải. Một hàm thở vào một hơi, nhìn tình huống, hẳn là các nàng đã thoát khỏi hiểm cảnh. Lâm Sư Huynh, đây là độc nhuyễn quốc tán, độc dược riêng của Lê Thiên Hành, không có thuốc giải, dù là cao thủ cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn cũng cần mất 2 giờ mới có thể khôi phục khí lực. Phong Tiếu Linh từ đằng xa chạy tới, vội lên tiếng. Y nhất định phải giải thích rõ ràng, không thể để Lâm sư huynh hiểu lầm. Hừ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Phong Tiếu Linh, hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng tay phải lên, một ngọn lửa bốc cháy giữa không trung, các loại dược thảo bay vào đó, dung hợp lại với nhau. Bàn môn tà đạo, sao có thể làm khó được ta? Lâm Phàm luyện đang ngay tại đương trường, mọi người lại tròn mắt há hốc mồm lần nữa. Đặc biệt là Phong Tiếu Linh, coi như quen biết cũ, y không thể ngờ Lâm Sư Huynh đã thực lực cao cường, lại còn biết luyện đan, hơn nữa nhìn bộ dáng này, trình độ luyện đan hẳn cũng rất cao. Một hàm cũng khiếp sợ không thôi, lật tay luyện đan, nàng mới nhìn thấy lần đầu. Tuy nàng không tin thông đan đạo, nhưng cũng từng xem qua sư phụ luyện đan, nào có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa lơ lửng trên không kia bùng mạnh từng viên đang dược màu trắng từ trong đó bay ra mọi người nuốt đang dược này vào là có thể giải trừ chất độc lâm phàm phẩy tay ngọn lửa kia nháy mắt tiêu tán một hàm vẻ mặt không dám tin nhìn lâm phàm nhanh như vậy giờ phút này trong lòng nàng dâng lên cảm giác sợ hãi người trước mắt thật sự quá kinh khủng sau đó mọi người nuốt đang dược vào một cổ dược lực tản ra khắp thân thể đánh tan toàn bộ chất độc kia đang dược thật là lợi hại một hàm thầm nói phong tiếu linh sớm đã xem ngay người giờ mới tỉnh lại vội mở miệng lâm sư huynh hừ đừng gọi ta là sư huynh ta không có người sư đệ như ngươi lâm phàm cắt lời vẻ mặt ghét ác như ghét thù đám nữ đệ tử nguyệt cung tông giờ phút này đã có đánh giá cực cao với lâm phàm đại nghĩa diệt thân ghét ác như thù thực lực cao địa vị cao tướng bạo ổn khí chất xuất chúng hơn nữa mấu chốt là tuổi còn trẻ đây hoàn toàn là những tiêu chuẩn của một người trong mộng hoàn hảo a một vài nữ đệ tử nguyệt cung tông hơi xấu hổ đỏ mặt sao tự dưng lại nghĩ ra ý tưởng xấu hổ như vậy chứ chẳng qua cho dù là như vậy cũng chỉ có đại sư tỷ có cơ hội đại sư tỷ thực lực không tệ lớn lên xinh đẹp ngực cực lớn dáng người rất tốt hơn nữa hơn nữa còn là xử nữ giờ khác này đám nữ đệ tử nguyệt cung tông cùng cười khẽ ánh mắt mang hàm ý nhìn đại sư tỷ một hàm thấy được ánh mắt các sư muội đột nhiên mặt đỏ lên sau đó trừng mắt ý bảo các nàng thành thật lại chớ làm loạn sau đó nàng khẽ liếc lâm phàm cuối cùng lắc lắc đầu nam tử thế này giống như ánh trăng trên trời đêm cao quý mà sáng chói tuy nàng cũng rất có hảo cảm với người ta nhưng còn tự hiểu lấy mình người như vậy không phải nàng có khả năng với tới Giờ phút này, Phong Tiếu Linh cuốn lên. Lâm Sư Huynh, Huynh nghe đệ nói đi mà. Lâm Sư Huynh, đệ vang Huynh, nghe đệ giải thích một chút, đệ thật sự cần giải thích. Phong Tiếu Linh dùng hai tay nắm chặt lấy ống tay áo của Lâm Phàm gấp đến độ muốn khóc. Nói mau. Lâm Phàm khoát tay áo. Cảm tạ Sư Huynh, cảm tạ Sư Huynh. Phong Tiếu Linh cảm động đến rơi nước mắt nói, rốt cuộc có cơ hội giải thích, thật sự là quá hạnh phúc nói, đừng gọi ta là sư huynh. Lâm Phàm trừng mắt liếc. Vân vân. Phong Tiếu Linh lập tức gật đầu. Lê Thiên Hành này trước kia phạm lỗi lớn, bị nhốt trong đại lao, sao không biết tại sao lại được tông chủ thả ra. Người này tâm ngoan thủ lạc, vừa rồi có một vị sư đệ vì phản đối hành vi của hắn, nên đã. Cũng bởi thế, dù không thể chấp nhận nổi chuyện hắn định làm với các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông, nhưng thực lực hắn quá cao, bọn đệ giận mà không dám nói gì. Phong Tiếu Linh trước tiên nói chuyện về Lê Thiên Hành, hy vọng Lâm Phàm không hiểu lầm. Đúng vậy, Lê Thiên Hành thật quá kinh tởm, Mạc sư đệ cũng là bởi vì không đồng ý mới bị hắn giết chết. Hu hu, Mạc sư đệ đáng thương, chết quá oan ức. Chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì. Cho dù là Tấn Công Nguyệt cung tông, chúng ta vốn cũng không đồng ý, thế nhưng mệnh lệnh khó cãi đệ tử cửu tiêu tông đệ tử đứng ở một bên khóc lóc kể lễ, hiện tại bọn họ sống rất thảm. Lâm Sư Huynh, hiện tại cửu tiêu tông thay đổi, tông chủ cũng thay đổi, lòng người đều bàn hoàng. Trước kia cửu tiêu tông cũng từng khai chiến với tông môn khác, thế nhưng những tông môn kia đều là loại tông môn tai họa muôn dân, còn bây giờ? Phong Tiếu Linh lắc đầu thở dài, nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ. Hừ, cửu tiêu tông các ngươi chỉ khai chiến với tông môn tai họa muôn dân, cửu tiêu tông chúng ta không tranh sự đời vì sao phải diệt tông môn chúng ta một hàm sắc mặt bi phẫn chỉ vào phong tiếu linh nổi giận nói lâm phàm vương tay để tất cả im lặng một hàm thấy lâm phàm ngăn lại cũng thôi cất lời nhưng ánh mắt nhìn về phía đám đệ tử cửu tiêu tông vẫn vô cùng phẫn nộ tân phong huynh sao không tới lâm phàm hỏi phong tiếu linh nghe nói lời này chợt lau khóe mắt lâm sư huynh nói ra rất dài lúc ấy tông chủ nói muốn tấn công nguyệt cung tông tập hợp đệ tử nội môn tân phong sư huynh và các vị thái thượng trưởng lão nhất quyết phản đối nhưng rồi tất cả bị tông chủ lấy tội danh phản tông nhốt vào địa lao sống chết không rõ đệ và các sư huynh đệ cũng bởi vì sợ mà không dám phản đối lâm sư huynh phong tiếu linh ta bất kể nói thế nào thì cũng đường đường là đệ tử thiên kiêu của cửu tiêu tông thế nhưng hiện giờ sống còn không bằng đệ tử phạm lỗi lầm bị nhốt trong địa lao Phong Tiếu Linh đã không còn bộ dạng tiêu sái trước kia, cả cái quạt giấy từng dùng để trang bức cũng không có. Được rồi, đừng nói chuyện của ngươi nữa, nói tông môn đến cùng đã xảy ra cái gì đi. Lâm Phàm khoát tay áo, cũng không muốn nghe Phong Tiếu Linh khóc lóc kể lễ, bởi vì hắn cảm thấy cửu tiêu tông có thể có đã xảy ra đại sự. Lâm Sư Huynh, tông chủ như là thay đổi thành một người khác vậy, cả đám đệ tử vô cùng hung ác kia đều do tông chủ tự tay nhốt lại, thế nhưng hiện giờ tông chủ lại thả hết bọn chúng ra còn để chúng dẫn dắt chúng ta lâm sư huynh chúng ta giờ cũng đang sống vô cùng thảm huynh nhìn bọn đệ đi sao lại nguyện ý đi diệt tông người khác chứ chúng ta biết nguyệt cung tông đó là tông môn hòa hảo nhất giới tu hành sao chúng ta lại nguyện ý đi diệt bọn họ thế nhưng mệnh lệnh khó cãi chúng ta không thể không làm vậy phong tiếu linh cũng không ngốc vội vàng không ngừng khen ngợi nguyệt cung tông quả nhiên Vẻ gay gắt trên mặt các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Diệu đi rất nhiều, một vài đệ tử nhìn Phong Tiếu Linh cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Dù sao, người này cũng thật anh Tuấn. Lâm phàm trầm mặt không nói, Lâm vào trầm tư. Thái thượng trưởng lão lương dịch sơ hắc hóa, Tông chủ cửu tiêu tông lại như đổi một người khác, chẳng lẽ trong chuyện này. Lâm phàm càng nghĩ càng thấy có vấn đề, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không rõ ràng. Thôi, không nghĩ nữa, tốt nhất là đi cửu tiêu tông một lần, nếu tông chủ cửu tiêu tông thật sự bị hắc hóa giống như lương dịch sơ, như vậy một chưởng đập chết là xong, tránh phiền phức. Lần này cầm đầu tấn công nguyệt cung tông là ai? Lâm Phàm hỏi. Lâm Sư Huynh, người dẫn đầu lần này tên Lý Nguyên Kỳ, từng là thái thượng trưởng lão thế hệ trước, bởi vì tu luyện một loại ma công, giết phàm nhân 10 tòa thành, lên tới mấy trăm triệu mạng người, bị tông chủ trấn áp trong địa lao, giờ cũng được thả ra. Khi Phong Tiếu Linh nhắc đến Lý Nguyên Kỳ, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Khát máu, bá đạo, tàn nhẫn, khủng bố. Lâm Phạm lúc này cũng hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ cao tầng của cửu tiêu tông hiện tại đều do một đám đại ma đầu chiếm lĩnh sao? Có thể bị tông môn trấn áp trong địa lao thì đều là hạng người lòng dạ độc ác, hơn nữa thực lực còn rất cao. Một hàm vẫn đứng cạnh Lâm Phàm nghe tới cái tên Lý Nguyên Kỳ thì sắc mặt cũng đại biến. Người nói Lý Nguyên Kỳ, có phải là kẻ đã tàn sát toàn bộ tề tông quốc, xích hoàng quốc trong vòng một đêm vào mấy chục năm trước. Sắc mặt một hàm tái nhợt, hỏi. Đúng vậy. Phong Tiếu Linh gật gật đầu. Một hàm rung lên, lùi về sau mấy bước. Sao có thể như vậy chứ? Ta nghe sư phụ nói, Lý Nguyên Kỳ tu luyện diệt thế ma công, tu vi còn mạnh hơn rất nhiều cao thủ thiên vị đại viên mãn, đã ngưng tụ được đến 12 giây truyền quy tắc. Nếu thật là như vậy, Nguyệt Cung Tông ta chỉ sợ, chỉ sợ một hàm đã không dám tưởng tượng tiếp. Vốn nàng còn tin rằng trận pháp hộ sơn của Nguyệt Cung Tông có thể ngăn cản kẻ địch, đợi đến lúc càng nàng mang cứu viện trở về. Thế nhưng nếu là Lý Nguyên Kỳ kia? Lâm Sư Huynh, van cầu ngài cứu tông môn của ta, một hàm nguyện ý làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ. Một hàm luống cuốn, không ngừng cầu xin Lâm Phàm. Ngươi muốn hại Lâm Sư Huynh sao? Việc cần làm bây giờ là đi Thánh Tông cầu viện lý nguyên kỳ kia không phải chúng ta có thể đối phó nổi dù lâm sư huynh có lợi hại hơn nữa cũng không thể là đối thủ của lý nguyên kỳ phong tiếu linh nổi giận bà nương này choáng váng rồi sao biết lý nguyên kỳ có bao nhiêu khủng bố còn muốn lâm sư huynh đi chịu chết hừ lâm phàm có chút không vui nhìn phong tiếu linh phong tiếu linh hơi sửng sốt chẳng lẽ mình nói gì sai sao lâm sư huynh ta hỏi ngươi Thái thượng trưởng lão Lương Dịch Sơ ngưng tụ bao nhiêu dây truyền quy tắc. Có một bóp đang chờ cấp điểm kinh nghiệm cho mình, Lâm Phàm tự nhiên là kích động vạn phần, nhưng vẫn muốn tìm hiểu một chút cho chắc. 10 cái. Phong Tiếu Linh không rõ Lâm Sư Huynh vì sao hỏi như vậy. Giờ khắc này, Lâm Phàm nở nụ cười, 10 dây truyền bị tiểu gia một trưởng đập chết, 12 cái xem ra cũng không lợi hại hơn bao nhiêu. Hừ, Phong Sư Đệ, ngươi phải nhớ kỹ, làm nam nhân há có thể tham sống sợ chết. Nguyệt Cung Tông không tranh sự đời, chính là danh môn, cùng một phe với chúng ta, sao có thể thấy chết mà không cứu. Hôm nay cho dù phải chết, cũng phải bảo vệ Nguyệt Cung Tông, nếu các ngươi sợ thì trở về đi, bản sư huynh tự mình đi. Lâm phàm phất ống tay áo, khi ngang lẫm liệt nói. Giờ khắc này, ánh mắt của các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông nhìn về phía Lâm phàm đã triệt để thay đổi. Đây không còn là thưởng thức, mà hoàn toàn là sùng bái rồi. Nếu giờ Lâm Phàm vẫy tay, chỉ sợ 18 nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông này sẽ cùng thoát y nhào tới. Chúng ta đi, hôm nay phải bảo vệ chính nghĩa. Lâm Phàm hô lớn. Lâm Sư Huynh, con gà trên vai Huynh sao quen mắt vậy nhỉ? Bất chợt một nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông tò mò hỏi. Lâm Phàm đang oai phong dẫn đầu, nhất thời sửng sốt, sau đó biến sắc, ho nhẹ một tiếng. Đây là con gà rừng mà bản sư huynh mới bắt được, đợi lát nữa bảo vệ chính nghĩa xong, sẽ nướng lên liên hoan, để các sư muội thưởng thức. Khi nói xong lời này, Lâm Phàm cũng không đợi gà con kháng nghị, trực tiếp ném nó vào túi chứa đồ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị nhìn thấu rồi. Phong sư huynh, ta nhìn lầm huynh rồi. Không ngờ huynh lại sợ chết như thế. Mặc dù ta vô dụng, nhưng ta phải đi với lâm sư huynh, không thể để tông môn tiếp tục sai nữa. Ta cũng vậy. Phong sư huynh, đây là lần cuối cùng sư đệ gọi huynh là sư huynh cho dù chết cũng phải chết cho vinh các sư đệ cửu tiêu tông đi tới trước mặt phong tiếu linh thở dài giống như rất thất vọng phong tiếu linh một thân một mình đứng trong gió lạnh mặt ấm ức ta cũng không có nói là không đi ta chỉ sợ lâm sư huynh xảy ra chuyện thôi lâm sư huynh chờ đệ với phong tiếu linh ta cũng không sợ chết phong tiếu linh vội vàng đuổi theo ở phía sau Sơn môn của Nguyệt Cung Tông nằm ở vị trí giống như cái tên của mình, một phần trăng khuyết. Một ngọn núi hình trăng lưỡi liềm rộng chừng mấy vạn trượng, nhìn như lơ lửng trên hư không, trên đó dựng các tòa cung điện như chốn bồng lai tiên cảnh. Bốn cái thác nước chảy thẳng từ trên núi xuống, sức nước đập ồn ả như tiếng sấm, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, nước văng tung tóe khắp nơi như những hạt châu. Nguyệt Cung Tông, thật sự là như tiên cảnh chốn trần gian, để người ta không thể không tạc lưỡi khen ngợi chỉ là giờ phút này bốn thác nước kia lại tỏa ra hào quang nhàn nhạt hào quang dung hòa thành một quần sáng bảo hộ toàn bộ ngọn núi hình trăng lưỡi liềm vào trong đó mà lơ lửng bên trên vòng bảo hộ là một đám người đang không ngừng hò hét hừ nguyệt cung tông cũng có chút thủ đoạn cái ngân hà quy âm trận này khá đấy một lão già mặc áo đen mặt như dạ xoa trên khuôn mặt khô héo hiện đầy những đường gân màu đỏ dữ tận nếu không nhìn kỹ rất khó để cho rằng đây là khuôn mặt của con người Lão già này chính là tuyệt thế hung ma Lý Nguyên Kỳ. Tuy lão không biết tại sao tông chủ lại thả mình ra, nhưng việc này quá đúng tâm ý của lão. Tông chủ Cửu Tiêu tông hiện tại vốn là sư huynh của lão, còn cùng một lão sư. Vài chục năm trước, lão luyện thành diệt thế ma công, giết suốt 10 tòa thành, thay ngang khắp đồng, máu nhiễm núi sông, dẫn tới việc bị chính tông môn của mình truy sát. Cuối cùng lão không địch được sư huynh, bị tóm lại, vĩnh viễn trấn áp trong địa lao ở tông môn. Khi được thả ra, nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, lão cười thật lớn, bởi vì lão nhận ra rằng vị sư huynh từng tự nhận là chính nghĩa hiện giờ cũng rơi vào ma đạo. Nguyệt huyền lão ẩu, đừng cố giải chết nữa, ngoan ngoãn chịu trói đi, bằng không bản tọa sẽ để đám môn hạ đệ tử của ngươi đời đời làm nô, làm lô đỉnh cho bản tọa. Lý Nguyên Kỳ lơ lửng trên không, cười như điên dại, tiếng cười cùng vọng xuyên thấu tầng tàn hư không, truyền vào tai toàn bộ mọi người trong Nguyệt Cung Tông. Phía trên vị trí chủ chốt điều khiển trận pháp của Nguyệt Cung Tông, bốn bà lão đang khoanh chân ngồi đó, chân nguyên dao động, dây chuyền quy tắc dung nhập vào trung tâm trận pháp. Cũng các ngươi là đại tông danh môn, không ngờ cũng làm loại chuyện diệt tông này. công chủ đương nhiệm của Nguyệt Cung Tông là Nguyệt Huyền Lão ẩu, môi bất động, nhưng lại có tiếng truyền ra. Ha ha, cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nhiều lời vô ích, bản tọa cũng muốn nhìn xem ngân hà quy âm trận của các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào lý nguyên kỳ cười vang vỗ một cái một chưởng do vô số ban hồn dữ tận hóa thành cùng mở cái miệng đen kịp mà cắn lên quần sáng bảo hộ bên ngoài nguyệt cung tông quần sáng kia rung lên liên tục bốn bà lão đang vận hành pháp trận cũng lập tức tái nhợt mặt mày chiếc lực cao nhất của nguyệt cung tông chỉ là bốn người có tu vi đại thiên vị cao dai mà hiện giờ cả bốn người đều đang gắng sức để vận chuyển ngân hà quy âm trận bảo vệ sơn môn thế nhưng một khi tới lúc bốn người kiệt lực mà một hàm vẫn chưa tìm được cứu binh trở về nguyệt cung tông sẽ không tồn tại nữa nguyệt huyền lão ẩu ta biết các ngươi đang đợi đám đồ đệ kia tìm cứu binh nhưng rất đáng tiếc bản tọa đã phái người đuổi theo có lẽ giờ đám đồ đệ của các ngươi đã chết cả trên đường rồi trong vòng ngàn dặm cũng chỉ có chính tông môn ngươi cho rằng đám tông môn kia dám cứu người tới làm kẻ địch với bản tọa sao giọng của lý nguyên kỳ âm trầm khủng bố mỗi khi cất lời lại tạo ra dị tượng mưa máu đầy trời. Bên trong mưa máu này, âm tà quay cùng, giữ tận khủng bố, những điều này là do Lý Nguyên Kỳ giết hại không biết bao nhiêu người mới tu luyện ra được cảnh giới này. Mà đám đệ tử cửu tiêu tông đứng sau Lý Nguyên Kỳ, có kẻ cuồng tiếu, cũng có người trao mày, hiển nhiên là còn người không thích ứng được việc làm này. Nhớ tới giáo quy của cửu tiêu tông, lại nhìn một màn trước mắt, bọn họ cảm giác đây là châm chọc quá lớn thế nhưng bọn họ chỉ giận mà không dám nói gì bởi có không ít đệ tử từng tháng cự mệnh lệnh của lý nguyên kỳ mà bị ma công cắn nuốt ngay cả cặn bã cũng không thừa trong lòng rất hận nhưng bọn họ lại bất lực lý thái thượng trưởng lão đợi lát nữa công phá sơn môn có thể thưởng cho các đệ tử đám nữ đệ tử mềm mại kia không ạ à? giờ phút này một gã đệ tử thân đầy tà khí của cửu tiêu tông nhìn những nữ đệ tử xinh đẹp bên dưới hưng phấn nuốt nuốt nước miếng hỏi Đương nhiên là có thể. Lý Nguyên Kỳ cùng tiếu, tuyên bố số phận của các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông. Lúc này, bên trong Nguyệt Cung Tông, lòng người bàn hoàng, đám nữ đệ tử chưa từng gặp chuyện khủng bố như thế, có người bị dọa tới ngất trên mặt đất, phần đông càng là khóc lớn lên. Ngăn cách với nhân thế, không trải qua rèn luyện, cuối cùng không thể trưởng thành. Lão tổ khai sơn của Nguyệt Cung Tông có thân thế rất đáng thương, chịu hết lăng nhục nơi thế tục, rồi vào một ngày nhảy sông tự vẫn, chợt có một phần hào quang từ trên trời rọi xuống dung hòa vào cơ thể bà từ ấy thế gian thiếu đi một cô gái nhận hết lăng nhục nhiều hơn một nữ đế tuyệt thế cũng sau đó một môn phái toàn nữ đệ tử xa lánh hồng trần không màng thế sự được lập ra chúng sư muội không nên hoảng hốt đại sư tỷ đã đi tìm trợ thủ chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này một nữ đệ tử đứng dậy nói đôi mắt nàng cũng tràn ngập vẻ sợ hãi nhưng vào lúc này nàng cần phải lên tiếng để trấn an các sư muội mà đúng là có chút hiệu quả các sư muội nhút nhát đã yên tĩnh trở lại nguyệt huyền lão ẩu sự kiên nhẫn của bản tọa có hạn cho ngươi mười hơi thở bằng không để nguyệt cung tông các ngươi từ trên xuống dưới gà chó không tha lý nguyên kỳ âm trầm nói bốn bà lão đưa mắt nhìn nhau sau đó bốn người đồng thời phun ra một nguồn máu tươi bốn giọt tinh huyết dung hợp làm một rồi hòa vào chính giữa trận pháp tức thì hào quang đại chấn quần sáng bảo hộ càng thêm rực rỡ càng thêm kiên cố thế nhưng bốn bà lão cũng đã lung lay sắp đổ chỉ đang tận lực chống đỡ hừ không biết trời cao đất rộng lý nguyên kỳ nổi giận quát lên áo bào đen xuề rộng ra biển máu hình thành huyết chi quy tắc ma chi quy tắc sát chi quy tắc huyết hải ngập trời giờ khắc này phía trên hư không biển máu quay cùng che khuất bầu trời trong biển máu kia vô số quan hồn dữ tận bay múa trấn áp ầm đất trời rung chuyển bốn cái thác nước cao vút trong mây lập tức vỡ nát quần sáng che chở nguyệt cung tông nước vụn ra không ổn bốn bà lão trong nguyệt cung tông biến sắc bốn người không ngờ lý nguyên kỳ mạnh đến vậy hừ không biết phải trái bản tọa cố ý chơi với các ngươi một chút còn tưởng rằng bản tọa không làm gì được cái trận pháp rách nát này sao lý nguyên kỳ cuồng tiếu lên cả cho ta, tất cả mọi thứ trong Nguyệt Cung Tông đều thuộc về các ngươi. Lý Nguyên Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài. Ha ha, đám bé con non mềm, bọn lão tử tới rồi. Giờ khắc này, đám đệ tử vẫn bị trấn áp trong địa lao của Nguyệt Cung Tông cười dài không dứt, sau đó hóa thành những luồng sáng. Như sói đói lao tới bầy dê con bên trong Nguyệt Cung Tông Các nữ đệ tử của Nguyệt Cung Tông sớm đã bất lực bó tay Chỉ biết tức tiếng khóc vang trời Làm người ta thương tiếc Thế nhưng với đám đệ tử cửu tiêu tông đang lao tới, khóc lóc như vậy, chỉ càng khiến bọn chúng thêm hưng phấn. Chỉ có một số ít đệ tử cửu tiêu tông thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẻ mặt không đành lòng, tay siết chặt lại. Bốn bà lão trong nguyệt cung tông giờ cũng chỉ còn biết nhắm mắt lại để khỏi thấy cảnh đau lòng. Bọn họ đã tận lực, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ nguyệt cung tông. Mà vừa lúc này, một giọng nói như chuông đồng vang vọng giữa thiên địa. Kiếm ý hoành hành. Bốn bà lão vừa nghe thấy âm thanh này Thì lập tức nhìn về phương xa Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Cũng vội vàng nhìn về hướng âm thanh Tới khi thấy rõ tình cảnh kia Cả đám đều ngây ngẩn Từ đằng xa, hư không vạn vẹo Vô số kiếm ý ngập trời bay vọt đến Chính giữa rừng kiếm ý kia Một nam tử chấp hai tay sau lưng Từ hư không bình thản bước tới Phía sau nam tử Trôi nổi một bộ pháp thân cao lớn ba đầu sáu tay Có ba mặt biểu hiện ba loại cảm xúc dữ tợn thiện lương, phẫn nộ. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông vừa nhìn rõ người đến, ánh mắt đã như bị đóng đinh về hướng đó. Tóc dài phiêu giật, thần thái ung dung, thân ảnh nhẹ nhàng thông dong, khí tức bá đạo vân vân, tất cả thừa đủ để mê hoặc những thiếu nữ chưa từng trải cảnh đời. Bọn ngươi, thiên địa khó chứa, đáng chết. Bọn ngươi, thiên địa khó chứa, đáng chết. Một tiếng quát vừa ra, trời đất chấn động, giống như ngày tận thế. Đám đệ tử Cửu Tiêu tông cực kỳ hoảng sợ, nhìn kiếm ý sắc bén đầy trời đang tới. Cái quái gì thế? Đám đệ tử tà khí quấn thân nhìn thấy một màn này thì gầm lên, chân nguyên sôi trào, tạo thành một vòng bảo hộ bao lấy thân thể. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, tiếng kêu thảm thiết đã liên tục vang lên. Vô số kiếm ý bay vọt đến, xuyên thấu thân hình đám đệ tử này. Cho dù có chân nguyên hộ thể, nháy mắt va chạm với kiếm ý kia cũng sẽ vỡ nát, hóa thành vô vàng điểm sáng. Đinh, chúc mừng đánh chết võ giả tiểu thiên vị sơ giai. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 10 triệu. Đinh, chúc mừng đánh chết võ giả nhập thần cảnh giới đại viên mãn. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 600 vạn. Đinh, chúc mừng đánh chết võ giả tiểu thiên vị trung giai. Đinh, điểm kinh nghiệm gia tăng 300 ngàn. Giờ phút này, Lâm Phàm lấy hình tượng chúa cứu thế xuất hiện, bộ dạng cao lớn xâm nhập lòng người, khiến đám nữ đệ tử nguyệt cung tông không thể tự kiềm chế tâm hồn thiếu nữ rung động mạnh thực lực cao cường người có lẽ sẽ được người tôn làm tiền bối nhưng khi thực lực cao cường xuất hiện đúng lúc lại vô cùng hoa lệ như vậy đối với một số cô gái mới biết yêu đó chính là nam thần từ trên trời giáng xuống muốn quên cũng không thể nào quên lúc này một cơn gió mát không biết từ đâu thổi đến làm tung bay mái tóc dài và tà áo của lâm phàm Lâm Phàm như tan đi theo gió, tới lúc xuất hiện lại thì đã ở che ở trước mặt các nữ đệ tử của Nguyệt cung tông. Chân không chạm đất, thân thể lơ lửng trên không, sau đó hắn khẽ ngẩng đầu một góc 45 độ, giọng nói bình thản vang vọng. Có ta ở đây, trên trời dưới đất, không ai có thể diệt Nguyệt cung tông. Lâm Phàm vừa nói, cả đám nữ đệ tử đã rú lên, thậm chí có người mắt còn hóa thành hình trái tim. Mà đây cũng là hiệu quả Lâm Phàm muốn. Giờ phút này bốn bà lão cũng khiếp sợ nhìn lâm phàm bọn họ không tin nổi rằng người trẻ tuổi trước mắt này lại mạnh đến vậy phất tay một cái đã giết sạch đám đệ tử cửu tiêu tông lao tới xin hỏi các hạ là ai nguyệt huyền lão ẩu được một đệ tử nâng dậy cất giọng hỏi trong giọng nói có chứa vẻ cung kính người không thể nhìn qua tướng mạo tuy người trước mắt này tuổi còn chưa lớn nhưng thực lực kia không thể bị xem nhỏ lâm phàm không nói gì thêm hơi xua tay sau đó nhẹ giọng nói, "Không cần hỏi nhiều, tiện tay mà thôi." Nguyệt Huyền lão ẩu hít một hơi lạnh, nam tử này thật bá đạo, biểu cảm nhẹ nhàng thông dong kia giống như không có thứ gì trong trời đất có thể lọt vào mắt người này. Mà càng như vậy, Nguyệt Huyền lão ẩu lại càng muốn biết người này là ai. Giờ khắc này, Lâm Phàm ưỡn ngực, dùng đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng những bóng người trên hư không. "Các ngươi biết ta là ai chứ?" Lâm Phàm bình thản mở miệng, thế nhưng truyền vào tai người khác lại giống như tiếng sấm nổ vang nhóm đệ tử cửu tiêu tông chưa xông lên ngưng thần nhìn lại nhất thời có người kinh hô một tiếng đó là lâm sư huynh lâm sư huynh nào đó là lâm sư huynh của thánh tông người đoạt ngôi đầu trong giải đấu thiên kiêu mạnh nhất là thiên kiêu chi tử nổi danh khắp hai tông hả tuyệt thế cường giả này chính là lâm sư huynh sao nhóm đệ tử cửu tiêu tông trên hư không xì xào to nhỏ âm thanh càng lúc càng lớn trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Lâm Phàm chỉ đứng im nơi đó, thế nhưng trong lòng đã cười tươi như hoa nở. Đây chính là cảm giác hắn muốn, loại cảm giác được muôn người giỏi nhìn. Sống trên đời, nếu không trang bức, vậy thì có khác nào ăn thịt mà không có muối, nhạt nhẽo sao kể xiết. Có thực lực cao thâm, còn muốn lặng yên vô danh, vậy còn tu võ đạo làm gì? Giờ khắc này, các nữ đệ tử nguyệt cung tông cũng nghe được tiếng kinh hô của đám đệ tử cửu tiêu tông hắn chính là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất thánh tông mặc dù có nghe qua nhưng chưa từng gặp qua quả nhiên là người trong mộng của ta rất đẹp trai thực lực cao cường còn là đệ tử đại tông danh môn chỉ một chiêu đã diệt sạch đám tặc tử kia thật sự là quá xuất sắc rồi một mình chặn trước lý nguyên kỳ ma đầu kia không hề có một chút sợ hãi nào phần can đảm kia làm cho người khác tự cảm thấy hổ thẹn ai nguyệt huyền lão ẩu nghe nói cũng là bội phục không thôi lâm phàm đứng im nơi đó không nói gì hắn còn đang đợi combo lời khen chấm dứt lát sau lâm phàm cảm giác thời điểm đã tới bá đạo vung ống tay áo bay lên nhìn thẳng về phía các đệ tử cửu tiêu tông hừ đã biết ta là ai tại sao còn nối giáo cho giặc bản sư huynh biết trong tâm các ngươi không muốn làm việc này cho nên sẽ không tổn thương các ngươi. Các ngươi đứng sang một bên, chờ bản sư huynh trấn áp kẻ này, sẽ mang các ngươi hồi tông, giáp mặt chất vấn hàng vĩnh nghị hàng tông chủ, vì sao phải làm ra chuyện người người oán trách nhường này. Nhóm đệ tử cửu tiêu tông cùng khẽ biến sắc, trong lòng cũng muốn làm theo lời lâm sư huynh, nhưng Lý Nguyên Kỳ còn ở đây, bọn họ cũng không dám có hành động gì khác thường. Mà đệ tử Nguyệt Cung Tông nghe như vậy thì càng cảm khái, Thánh Tông không hổ là danh môn, bồi dưỡng ra đệ tử cương trực công chính đến thế làm cho người ta bội phục từ tận đáy lòng hừ làm càng cho dù ngươi là thiên kiêu của thánh tông nhìn thấy bản tọa cũng phải gọi một tiếng sư thúc hiện giờ ngươi lại nói năng lỗ mãn như vậy chờ bản tọa thu thần hồn của ngươi tra tấn mãi mãi đi lý nguyên kỳ nổi giận biển máu quay cuồng trên không trung ngươi mới là làm càng lâm phàm quát lên tay cầm ra một cái lệnh bài bản tọa chính là phong chủ vô danh phong của Thánh Tông, tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông, vai vế tương đương với một thái thượng trưởng lão của Thánh Tông, địa vị ngang bằng tông chủ. Trưởng lão nho nhỏ như ngươi, nhìn thấy bản tọa, cũng phải gọi một tiếng sư huynh, giờ lại phạm thượng tội không thể tha, còn không mau đền tội ngay tại chỗ. Giờ khắc này, trời đất như muốn nổ tung. Nguyệt huyền lão ẩu biến sắc, nhìn lên cái lệnh bài đang tỏa ra thần quan khác thường trong tay Lâm phàm Thánh Tông, phong chủ lệnh. Mặc dù Nguyệt Cung Tông xa cách thế nhân, nhưng Nguyệt Huyền Lão ẩu cũng không lạ gì với lệnh bài này. Vốn nghe từ tiếng bàn tán của các đệ tử, bà cũng chỉ cho rằng người trước mắt là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất Thánh Tông, cho nên vừa nghe được mấy lời vừa rồi, nhất thời bà kinh hãi đến độ không thể bảo trì trấn định. Phong chủ Thánh Tông, một trong các thái thượng trưởng lão, hơn nữa còn là tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông, địa vị ngang với tông chủ tuy không biết thánh ba tông là tông môn thế nào nhưng nhất định là không đơn giản nguyên bản ánh mắt của nguyệt huyền lão ẩu nhìn về lâm phàm chỉ là thưởng thức bội phục mà hiện giờ đã là cung kính nếu tất cả những lời này là thật vậy thì địa vị của người này còn cao hơn bà rất nhiều thánh tông chính là một trong những đại tông của đông linh châu không phải nguyệt cung tông có khả năng so sánh mà đám nữ đệ tử nguyệt cung tông mặc dù không hiểu lâm phàm nói có ý gì nhưng cũng cảm giác thân phận của nam thần này rất cao đám đệ tử cửu tiêu tông cũng ngây ngẩn cả người bọn họ không ngờ lâm sư huynh còn có thân phận như vậy thánh tông phong chủ thái thượng trưởng lão tông chủ đời thứ sáu thánh ma tông mỗi một thân phận trong này đều có thể đè chết người a ngươi giờ khắc này lý nguyên kỳ triệt để nổi giận đôi mắt lấp loáng ánh đỏ đã tràn ngập thần sắc không dám tin người như vậy có thể là thái thượng trưởng lão thánh tông quả thật rất tức cười thế nhưng lệnh bài kia lại chính xác trăm phần trăm lâm phàm phất tay cũng không muốn ở trình bày nhiều lạnh giọng nói ngươi vốn là đệ tử cửu tiêu tông theo lý mà nói bản tọa không nên quản việc của ngươi thế nhưng hành vi hiện giờ của tông chủ cửu tiêu tông lại rất khiến người ta thất vọng không còn đủ tư cách phán quyết đúng sai nữa cho nên hôm nay bản tọa thay trời hành đạo phá ngươi tội chết cũng để đòi lại chút công đạo cho mấy trăm triệu vong hồn. Ra chiêu đi, đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội. Hừ, miệng lưỡi sắc bén lắm, để bản tọa nhìn xem thực lực của ngươi có xứng với miệng lưỡi không. Lý Nguyên Kỳ đã giận sắp điên, hai tay giơ lên trời, biển máu che trời kia không ngừng quay cùng rồi hạ dần xuống, phản phất muốn cắn nuốt nguyệt cung tông. Không tốt, đây là thông thiên huyết giới của lão ma đầu, không thể coi thường. Nguyệt huyền lão ẩu biến sắc, thất thanh hô. Lý Nguyên Kỳ tu vi cường đại, ngưng tụ thành 12 cái dây chuyền quy tắc, có thể nói là khủng bố, đủ để hoành hành ở Đông Linh Châu. Còn Lâm Phàm tuy rằng lai lịch bất phàm, nhưng toàn thân không thấy có gì lạ, càng không có dấu vết của một dây chuyền quy tắc nào. Hừ, Nguyệt Huyền lão ẩu, ngươi cho là kẻ trước mắt này có thể cứu Nguyệt Cung Tông các ngươi sao? Quả thật là tức cười, thông thiên huyết giới của bản tọa cắn nuốt mười thành, mấy trăm triệu oan hồn, sớm đã đại thành, cho dù tông chủ Thánh tông đích thân đến, muốn phá thông thiên huyết giới cũng phải dùng toàn lực. Ngươi cho rằng tiểu tử không rõ lai lịch này mạnh được hơn thế sao? Lý Nguyên Kỳ cười lạnh nói. Giờ khắc này, các nữ đệ tử Nguyệt cung tông hoảng sợ nhìn lên biển máu ngập trời, mùi màu gắt mũi kia khiến các nàng có cảm giác buồn nôn. Hừ, chút tài mọn. Lâm Phàm chăm chú nhìn biển máu trên hư không, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ha ha, chút tài mọn sao? tiếp tục cùng ngôn đi, đợt lát nữa bản tọa nhất định sẽ khiến ngươi chìm vào biển máu, chịu tra tấn mãi mãi, muốn chết cũng không xong. Giọng của Lý Nguyên Kỳ càng lúc càng trầm, giống như tiếng ma quỷ từ vực sâu vọng lên, làm cho người ta nghe mà phải rung lên bần bật. Lâm Lâm trưởng tọa, thông thiên huyết giới này không thể coi thường. Nguyệt huyền lão ẩu không biết xưng hô như thế nào, cuối cùng chỉ có thể gọi trưởng tọa. Các sư muội, bốn người chúng ta dù hao hết một hơi cuối cùng, cũng phải trợ giúp lâm trưởng tọa tiêu diệt ma đầu này. Rõ. Ba vị trưởng lão Nguyệt Cung Tông gật đầu, trong mắt lộ ra ý quyết tử. Thế nhưng lâm phàm chỉ cười nhẹ, phất ống tay áo. Không cần, chút tài mọn như thế, nếu không ứng phó được, sao có tư cách làm phong chủ. Lâm trưởng tọa. Nguyệt huyền lão ẩu vốn muốn nói thêm cái gì đó, thế nhưng trong một sát na, bà dùng vẻ mặt không dám tin nhìn một màn trước mắt. Trấn áp lâm phàm đang nghe truyện trên tv audio cv nhẹ nhàng nói nâng lên tay phải tức thì một cổ khí tức ngập trời xuất hiện cổ khí tức này giống như trấn áp đất trời ảo ảnh một bàn tay khổng lồ mấy ngàn trượng như bàn tay như lai xuyên từ tầng tầng hư không đẩy từ dưới lên sao có thể chứ nguyệt huyền lão ẩu nhìn đến choáng váng một chữ này thật quá mức kinh khủng bàn môn tà đạo diệt cho ta ầm bàn tay khổng lồ kia phóng lên cao, tóm lấy biển máu đầu trời, rồi bóp chặt năm ngón lại. làm sao có thể? lý nguyên kỳ thấy một màn như vậy, khuôn mặt dữ tợn cũng lộ vẻ không dám tin. ầm! Uhm. trong một sát na, biển máu kia đã bị một chữ này bóp nát, rồi dần tan biến. trời đất cũng khôi phục lại màu trong sáng. hừ! lâm phàm ống tay áo vung, hừ lạnh một tiếng. nguyên kỳ, ngươi còn bổn sự gì? cứ việc thi triển ra đi. Mặt Lý Nguyên Kỳ trắng bệch, hắn không thể tin nổi, thôn thiên huyết giới mình tân tân khổ khổ cô động thành, lại bị một chưởng bóp nát, thậm chí một cái cạn bã cũng không chừa. A a a a a Lão đột nhiên ngửa mặt lên trời, hét lên điên cuồng. Đồ khốn khiếp, hủy thôn thiên huyết giới của bản tọa, bản tọa muốn ngươi chết. Huỳnh huỳnh huỳnh. Giờ khắc này, thiên địa đại biến, Lý Nguyên Kỳ như đã phát điên, tuôn ra khí thế ngập trời, những đường gân đỏ trên mặt căn phòng lên như lúc nào cũng có thể nổ tung. Lâm Phàm khẽ cau mày, hắn cảm nhận được một cổ khí tức rất kỳ quái tuôn ra từ trên người Lý Nguyên Kỳ. Khốn khiếp, hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi nhìn cái gì mới thực sự là khủng bố. Lý Nguyên Kỳ vỗ vào hư không, một cánh cửa đá đỏ như máu không biết từ đâu chợt hiện lên. Cánh cửa này cao mấy ngàn trượng, mặt trên mơ hồ thấy được vô số linh hồn khủng bố đang gào thét dữ tợn. Đây là đồ chơi gì vậy? Lâm Phàm thầm nghi hoặc. Hừ, đồ khốn khiếp, ngươi là người đầu tiên bước được bản tọa sử dụng huyết sắc chi môn, ngày hôm nay bản tọa muốn giết ngươi. Lý Nguyên Kỳ điên cuồng quát. Tế hiến. Trong một sát na, Lý Nguyên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời từ chỗ sâu trong hư không bay ra 12 cái xích sắc, chính là dây chuyền quy tắc mà Lý Nguyên Kỳ ngưng tụ được. Huyết chi quy tắc, tế hiến. Sát chi quy tắc, tế hiến. Lý Nguyên Kỳ điên cùng tế hiến bốn dây truyền quy tắc, để tu vi của hắn lập tức giảm nhiều, suy yếu vạn phần. Huyết ma đại đế, trấn áp muôn đời. Lý Nguyên Kỳ gào thét. ầm. Uhm. Giờ khắc này, cánh cửa màu máu ngàn trượng kia đột nhiên hé dần ra, trời đất cũng chấn động kịch liệt, một luồng khí tức kinh khủng từ sau cửa tràn ra, phản phất như có thứ khủng khiếp nào đó muốn xuất hiện. Một sát na sau, cánh cửa mở toang, một cái bàn tay khổng lồ đỏ như máu từ từ thò ra ngoài. Năm ngón tay trên bàn tay kia vô cùng tráng kiện, mỗi ngón đều như một ngọn núi. Tế hiến bốn dây chuyền quy tắc mà chỉ có thể triệu hóa một cánh tay của huyết ma đại đế, nhưng để giết ngươi, cũng đã đủ rồi. Lý Nguyên Kỳ lơ lửng trên không, thở hổn hển không ngừng. Lão không ngờ lại có ngày bị bức đến nông nổi này. Giờ khắc này, mọi người triệt để choáng váng. Bàn tay máu khổng lồ kia xuề rộng năm ngón, chọc tới hướng nguyệt cung tông. Mặt lâm phàm không đổi sắc nhìn thẳng bàn tay máu kia. Bàn tay kia đè xuống, tầng tầng hư không hỏng mất. So với thứ kinh khủng này, bóng dáng của lâm phàm và những đệ tử nguyệt cung tông đều chỉ như những con kiến, vô cùng nhỏ bé. Giết! Giết hết cả đi! Huyết ma đại đế, hãy dùng ma uy vô thượng của ngài, giết tất cả đám kiến hô giám khiêu khích ngài đi. Lý Nguyên Kỳ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu huyết chi thạch môn là một kiện bảo bối nghịch thiên được lý nguyên kỳ phát hiện lúc thám hiểm một di tích cổ cánh cửa đá ngàn trượng này lẳng lặng nằm trong di tích đó hai bên cửa là vô số những bộ xương khô đã mục nát không biết có từ bao giờ thế nhưng ngay khi vừa thấy cánh cửa này lý nguyên kỳ đã bị nó hấp dẫn bởi lão có thể cảm nhận được đằng sau cánh cửa kia là một biển máu ngập trời rồi tới khi chạm vào nó lão lập tức biết được cách dùng huyết chi thạch môn đó chính là tế hiến vật hiến tế càng mạnh, sẽ triệu hồi ra được thứ càng cường đại. Đồng thời, trong đó còn ẩn chứa một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng tà ác, cần máu tươi để tu luyện. Từ đó Lý Nguyên kỳ triệt để nhập ma, một lòng tu luyện để mở ra được cánh cửa kia, đi vào huyết giới, nơi càng có nhiều máu, tu luyện càng thêm nhanh chóng. Mà huyết ma đại đế, chính là một vị bá chủ trong huyết giới. Giờ phút này, Lý Nguyên Kỳ bị Lâm Phàm bức tới đường cùng, cuối cùng chỉ có thể tế hiến bốn dây truyền quy tắc triệu hoán huyết ma đại đế vô thượng ma uy hàn lâm nhân thế trấn áp vạn vật nhưng để lão không ngờ là hiến tế bốn dây truyền quy tắc cũng chỉ có thể triệu hoán được một cánh tay của huyết ma đại đế thế nhưng có lẽ cũng đã đủ rồi lúc này các nữ đệ tử nguyệt cung tông đã bị một màn trước mắt dọa đến đứng đờ ra tiếng khóc trung trời ai nấy ánh mắt dại đi giống như đã mất hết hy vọng sống ngay cả bốn bà lão mạnh nhất Nguyệt Cung Tông cũng đã quên đi việc chống cự. Bọn họ không ngờ Lý Nguyên Kỳ lại có thể triệu hồi ra tồn tại kinh khủng đến vậy. Chỉ là một cánh tay cũng đã khiến người ta mất đi luôn cả ý định chống đỡ. Nguyệt huyền lão ẩu nhìn các đệ tử, chỉ biết thở dài một tiếng, Nguyệt Cung Tông có lẽ sẽ tan biến, không còn trên nhân thế nữa rồi. Mà khi Nguyệt huyền lão ẩu nhìn thấy lâm trưởng tọa vẫn lơ lửng trên không, che chắn trước mặt mọi người không hề sợ hãi, thì cả người rung mạnh lên. Lâm trưởng tọa, ngài đi đi, ngài không thể chết ở chỗ này. Nguyệt huyền lão ẩu lạc giọng nói. Nguyệt cung tông xa cách thế nhân, chính là sợ liên lụy vào vòng sai đúng, thật không ngờ thánh tông còn có người như lâm trưởng tọa. Nếu sớm biết như thế, Nguyệt cung tông nhất định đã sớm kết giao vĩnh viễn với thánh tông. Đáng tiếc, giờ nói gì cũng đã chậm, ta và ba vị sư muội đã thương lượng tốt, lấy tính mạng bản thân làm cơ sở, thi triển thần thông na di đưa các đệ tử ra ngoài kính xin lâm trưởng tọa thương tình chăm sóc chúng phần nào giờ khắc này nguyệt huyền lão ở cùng ba vị sư muội liếc nhau sau đó quỳ trên mặt đất vẻ mặt khẩn cầu tông chủ trưởng lão chúng ta không đi ta muốn sống chết cùng với tông môn đúng vậy chúng ta từ nhỏ đã sinh sống ở nguyệt cung tông tông chủ và các trưởng lão coi chúng ta như con ruột cho dù chúng ta có chết cũng muốn chết ở cạnh mọi người. Giờ phút này, các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông thấy Tông Chủ và các trưởng lão muốn hy sinh tính mạng bản thân để đưa các nàng ra ngoài thì cùng kêu gào lên, không muốn rời đi. Sao các ngươi có thể như vậy chứ, chẳng lẽ muốn chết cả ở chỗ này sao? Các ngươi còn trẻ, Nguyệt Cung Tông không thể hủy trên tay bọn ta, sau này còn phải dựa vào các ngươi để khôi phục Nguyệt Cung Tông. Các ngươi phải nghe lời lâm trưởng tọa, ngày sau, coi lời lâm trưởng tọa như lời của bản Tông Chủ. Nguyệt huyền lão ẩu lớn tiếng quở mắng. ầm ầm. Lúc này, thiên địa rung chuyển, bốn tòa tháp nước trên đỉnh Nguyệt cung tông bắt đầu nát vụn ra, tông môn đã sắp vỡ nát. Nguyệt huyền lão ẩu giờ càng thêm nôn nóng, hét lớn. Lâm trưởng tọa, lão thân cầu xin ngài, đi đi. Nguyệt cung tông đã xong rồi, chỉ cần các đệ tử có thể đi ra ngoài, ta chết cũng không hối tiếc. Tông chủ, chúng ta không đi đâu các nữ đệ tử nguyệt cung tông kêu gào thảm thiết vây quanh nguyệt huyền lão ẩu chúng ta là đệ tử nguyệt cung tông nơi này là nhà của chúng ta cho dù chết chúng ta cũng không muốn rời khỏi nơi này một nữ đệ tử lau nước mặt mặt hiện vẻ kiên quyết tông chủ để lâm trưởng tọa tự mình đi thôi chúng ta lưu lại làm bạn với ngài các ngươi nguyệt huyền lão ẩu nhìn đám đệ tử vây quanh mình nước mắt chảy xuống âm thanh cũng biến thành có chút khàn khàn mà vừa lúc này, một tiếng quát vang lên, khiến các đệ tử Nguyệt Cung Tông đang chìm vào bi thương đồng loạt ngẩng đầu nhìn thân ảnh trong hư không kia. Hừ, tà ma ngoại vực, cũng dám tới Đông Linh Châu, hôm nay bản tọa sẽ để ngươi có đi mà không có về. Lâm Phàm giận quát một tiếng, khí tức toàn thân tuôn trào, rồi lao về bàn tay máu khổng lồ đang dán từ trên trời xuống. Lâm trưởng tọa, không thể. Đám người Nguyệt Cung Tông kinh hô không ai trong số họ cho rằng lâm phàm có thể là đối thủ của bàn tay kia ha ha nói khoác mà không biết ngượng hôm nay ngươi cùng nguyệt cung tông này tiêu tán trong dòng sông lịch sử đi lý nguyên kỳ cười như điên dại giờ phút này lâm phàm sắc mặt uy nghiêm thân hình nhỏ như con kiến khi so với bàn tay kia phóng vút lên không đánh ra một chưởng ầm nhất thời ở giữa thiên địa một tiếng gầm rú vang lên một dòng khí cực mạnh lấy lâm phàm làm trung tâm thổi quét khắp bốn phía tầng tầng hư không không ngừng vỡ nát bóng tối muốn bao trùm tất cả lâm trưởng tọa các đệ tử nguyệt cung tông kêu lên thảm thiết ha ha không biết tự lượng sức mình thiêu thân lao đầu vào lửa tự tìm đường chết lý nguyên kỳ cười điên cuồng rốt cuộc chết rồi thế nhưng sau khi tất cả qua đi không gian cũng sáng trở lại thấy rõ cảnh tượng trước mắt ai cũng kinh hãi đến không nói nên lời Điều này sao có thể? Giờ phút này, bàn tay gầy yếu của Lâm Phàm đang đối kháng trực diện với bàn tay máu khổng lồ kia, khiến nó không thể ép xuống thêm một chút nào. Giờ khắc này, không gian giống như ngưng động lại. Trong hư không, một bóng hình gầy gò phóng vút lên, giơ tay va chạm với bàn tay khổng lồ kia, rồi ngăn nó lại. Hả? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lý Nguyên Kỳ trợn tròn mắt, không ngừng rú lên cho dù chỉ là một cánh tay của huyết ma đại đế, cũng nên vô địch thiên hạ mới phải chứ, tại sao lại bị một người dùng một tay ngăn trở, điều này không thể nào. Đầu óc Lý Nguyên Kỳ rối thành một đoàn, giống như bị sự kiện trước mắt làm tâm thần đại loạn. Chuyện này, Nguyệt Huyền lão ẩu và ba vị sư muội nhìn một màn đồ sộ này trong hư không, cũng nuốt một ngụm nước bọt. Tới tuổi của bốn bà lão này, gần như gặp qua đủ chuyện trên đời thế nhưng một màn trước mắt này lại để bọn họ rung động không thôi. Mà đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông thì há hốc miệng, lại nhìn nhìn bóng dáng phiêu giật kia, trú ầm lên, sau đó như mất hết sức lực, ngồi phệt cả xuống đất, vẻ mặt mê trai nhìn chầm chầm lâm phàm. Thần tượng, tuyệt đối là người tình độc nhất trong mộng, không có số 2. Còn đám cửu tiêu tông, ban đầu đều tiếc núi lắc đầu, cho rằng lâm sư huynh chỉ sợ là muốn vẫn lạc tại nơi này rồi. Nhưng đến lúc này, bọn họ mới hay lâm sư huynh thật sự quá mạnh mẽ sau đó bọn họ cùng đồng loạt gia nhập phan club không ta không tin ta không tin lý nguyên kỳ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ a a a a ta muốn ngươi chết tế hiến ma chi quy tắc ám chi quy tắc dây chuyền quy tắc quấn quanh lý nguyên kỳ lần nữa nổ tung hóa thành những luồng sáng dung nhập vào trong huyết chi thạch môn kia còn lại 8 dây truyền quy tắc, trực tiếp lại tế hiến bốn cái, dù cho đem hết toàn lực, lão cũng muốn giết Lâm Phàm. Khuyết chi thạch môn hào quang đại chấn, khí tức hủy diệt tràn ra, trời đất biến sắc giống như tận thế, huyết ma đại đế lại hàng lâm. Ha ha ha! Chết đi! Lý Nguyên Kỳ phun liên tiếp mấy ngụm máu tươi, mặt tái nhật như giấy trắng. Loại phương pháp tế hiến này hoàn toàn là tự hủy hoại bản thân, quy tắc trăm năm ngưng tụ, ở một khắc này không còn một nửa, tất cả chỉ là để giết được Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì bàn tay khổng lồ kia giống như được tiếp thêm sức lực, lại ép xuống mạnh hơn. Hừ, làm càng. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng. Ầm. Uhm. Ngay một khắc này, tay phải của Lâm Phàm không ngừng phóng lớn lên, một phần hào quang mạnh mẽ bao phủ cánh tay đó, giống như muốn thay thế mặt trời soi sáng vạn vật. Pháp thân ba đầu sáu tay giữ tận rít gào lên, từng đạo sóng gợn tản ra trong hư không. Hừ. Trong một sát na, một cổ khí tức như truyền tới viễn cổ đột nhiên nổ bung theo cánh tay phải của Lâm Phàm. Huỳnh. Đất trời rung chuyển, không gian như muốn sụp xuống, vô số ánh sét đang chéo nhau lóe lên, bầu trời lại rơi vào trong bóng tối. Đệ Nguyệt Cung Tông, đệ tử Cửu Tiêu Tông, Lý Nguyên Kỳ, tất cả đều cảm nhận được luồng khí tức làm cho người ta phải thần phục này. Đây là khí tức gì, sao lại bá đạo đến như thế? lý nguyên kỳ vẽ mặt trắng bệch, hoảng sợ nói. mà đệ tử cửu tiêu tông giờ phút này đã hạ cả xuống mặt đất. bọn họ cảm giác vùng trời kia không phải bọn họ có khả năng chiếm lĩnh. so với luồng khí tức kia, bọn họ chỉ là kiến hôi. huyết ma đại đế ở chỗ sâu sau huyết chi thạch môn giống như khẽ run lên, muốn thu về cánh tay mà mình phủ xuống, tuy nhiên lại không sao khiến nó nhúc nhích được. hừ, còn muốn chạy? trong mắt lâm phàm lóe lên vẻ kinh thường thân ảnh bá đạo giống như thiên thần hàng thế ngạo nghễ lơ lửng trong hư không bàn tay của lâm phàm giống như có lực hút vô hình làm cánh tay của huyết ma đại đế không thể nhúc nhích mảy may lần này xâm lấn đông linh châu ngươi vốn là phạm vào tội lớn bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ tự đoạn một tay rồi lăn cho bản tọa nếu như có lần sau bản tọa nhất định biến ngươi thành tro tàn âm thanh bá đạo của lâm phàm lại vang vọng hư không các đệ tử của cả nguyệt cung tông lẫn cửu tiêu tông đều chỉ cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng dồn dập bá đạo ngạo thị thiên hạ người như vậy mới xứng đáng làm thần tượng làm người trong mộng của bọn họ không có khả năng lý nguyên kỳ trợn tròn mắt huyết chi thạch môn được hắn coi như chí bảo lại cũng không thể trấn áp người này quỳnh lúc này huyết chi thạch môn kia lại sinh biến hóa cánh cửa nháy mắt khép kín mà bàn tay máu khổng lồ kia cũng nháy mắt mất đi khống chế, rơi từ trên không xuống, phản phất như chủ nhân nó đồng ý với lời của Lâm Phàm. Tự đoạn một tay, lấy đó làm cái giá để tạ tội. Lâm Phàm vung ống tay áo, bàn tay kia tức thì biến mất, bị thu vào túi chứa đồ. Giờ khắc này, Lâm Phàm quay đầu, ánh mắt bể nghệ thiên hạ nhìn thẳng Lý Nguyên Kỳ trong hư không. Lý Nguyên Kỳ, ngươi có biết tội của ngươi không? Không. Không có khả năng. Lý Nguyên Kỳ điên cuồng hét lên lên, thân hình hóa thành một dải sáng, bay như điên về phía xa. Hừ, không biết sống chết. Lý Nguyên Kỳ trợn đến lồi cả mắt. Lão vốn tưởng rằng lần này tới Nguyệt Cung Tông chẳng qua là một lần đùa bỡn, ai ngờ sự tình biến hóa đến tình trạng này. Tên khốn kiếp kinh khủng này từ đâu ra vậy, làm sao Thánh Tông lại xuất hiện cường giả thế này chứ? Lý Nguyên Kỳ luống cuốn, nhưng vẫn tin rằng rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đung, chỉ cần có thể chạy đi chắc chắn có cơ hội xoay người sao tự nhiên tối sầm đi vậy lúc này lý nguyên kỳ đã bay xa được gần vạn dặm trời đột nhiên tối lại để lão hoảng hốt chẳng lẽ là muốn mưa sao thế nhưng vừa ngẩng đầu lên lông tóc toàn thân lão đã dựng đứng bởi vì trên bầu trời là một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời hừ muốn chạy khỏi ngủ chỉ sơn của bản tọa sao đúng là nằm mơ trấn áp cho ta Lâm Phàm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng thời liếc mắt nhìn đệ tử Nguyệt cung tông. Hiện đệ tử Nguyệt cung tông sớm đã bị tư thế oai hùng của hắn làm mê mẩn, trong lòng hắn cũng sướng âm ỉ mãi không thôi. Không, Lý Nguyên Kỳ ta một đời bá chủ, sao có thể chết ở chỗ này? Lý Nguyên Kỳ điên cuồng hét lên lên. Ầm. Ừ. Trong tích tắc, mặt đất trung chuyển, các bụi bốc lên mù mịt như có bão. Đinh chúc mừng đánh chết Lý Nguyên Kỳ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 2 tỷ 200 triệu. Đinh, chúc mừng thăng cấp. Cảnh giới tiểu thiên vị sơ dai, 3 triệu trên 2 tỷ. Giờ khắc này, lỗ chân lông toàn thân lâm phàm muốn nở bung ra, vô cùng thoải mái. Rốt cuộc cũng thăng cấp. Trang bước đi đôi với thăng cấp, đây là chuyện làm người ta vui sướng đến cỡ nào a? À? Nguyệt huyền lão ẩu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm trong một sát na kia, bà phản phất như bị hoa mắt, bởi vì khí tức của người trước mặt này hình như đã biến thành mạnh hơn. Nguyệt Tông chủ, thật xin lỗi, đám tiểu bối làm bậy khiến Quý Tông gặp phiền toái. Lâm Phàm xoay người, vẻ mặt chính khí nói. Đâu có, đâu có. Nguyệt huyền lão ẩu vừa thấy đối phương mở lời như vậy, vội vàng nói. Lâm trưởng tọa nói vậy chẳng phải khiến lão thân xấu hổ sao, nếu không nhờ Lâm trương tọa cứu giúp, Nguyệt cung tông có lẽ đã xong rồi. Nói đùa, cao nhân mạnh như lâm trưởng tọa, tạ lỗi với một tông môn nho nhỏ, làm sao bọn họ dám nhận. Lâm phàm cười cười, quay qua nháy mắt với đám phan nữ đang mê loạn của Nguyệt Cung Tông, khiến cả đám lại rú ầm lên. Bất chợt, Lâm phàm nhìn thấy bên hông của Nguyệt huyền lão ẩu có đeo một miếng ngọc bội hình thù kỳ lạ, dường như là một mảnh ghép của một thứ gì đó rất quen mắt. Nguyệt Tông chủ, thứ cho ta đường đột, ta có thể xem qua chiếc ngọc bội kia được không? Lâm Phàm gấp gáp nói. Lâm trưởng tọa muốn hỏi thứ này sao? Nguyệt huyệt lão ẩu nghe thế thì tháo miếng ngọc bội ra, đưa cho Lâm Phàm Vừa cầm đến trên tay, chợt nghe đinh một tiếng là nhắc nhở của hệ thống, chúc mừng tìm thấy mảnh vỡ lệnh bài chí tôn. Lâm Phàm mừng rỡ, vội hỏi. Xin hỏi lão ẩu, ngọc bội này lấy được từ đâu? À, cũng không có gì quý giá cả, khi lão thân còn trẻ, theo sư phụ đi lịch lãm, lần đầu tiên giết được một con hung thú cảnh giới tiểu thiên vị sơ giai thì tìm thấy thứ này trong bụng nó, từ đó coi nó làm ngọc bội để kỷ niệm. Nếu Lâm trưởng tọa thích, xin cứ giữ lấy. Nguyệt huyền lão ẩu nhìn vẻ mặt của Lâm phàm, đoán rằng ngọc bội kia có lai lịch không bình thường, nhưng cũng không lắm miệng hỏi gì thêm, chỉ rất hào phóng đưa cho hắn. Cũng không dám giấu giếm, đây là mảnh vỡ của một tấm lệnh bài trí tôn, nếu ghép thành hoàn chỉnh sẽ có thể qua lại giữa một lần hai châu. Vật này ta rất cần, cũng sẽ không từ chối, ngày sau nếu quý tông có chuyện cần, xin cứ nhắn một tiếng, ta nhất định không nề hà. Lâm trưởng tọa khách sáo, vật này với chúng ta vô dụng, huống chi nếu không có Lâm trưởng tọa thì giờ này chắc Nguyệt cung tông đã biến mất. Nguyệt Huyền lão ẩu vội vàng đáp lời, không hề có bất cứ ý kiến gì không đồng tình. Hai bên lại khách sáo mấy câu, lát sau, Nguyệt Huyền lão ẩu chỉ cánh cửa đá trong hư không, lòng còn sợ hãi, nói: Lâm trưởng tọa, cánh cửa đá kia. Giờ khắc này Lâm Phàm mới nhớ đến huyết chi thạch môn. Cánh cửa cửa vẫn đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung, khí tức và màu sắc của nó khiến người ta phải e dè. Vật này tràn ngập tà ác, lưu lại thế gian cũng sẽ thành tai họa. Bản tọa sẽ trấn áp nó, tránh để nó lưu lạc vào tay người xấu. Lâm Phàm lại một lần nữa hiên ngang lẫm liệt nói, sau đó vung ống tay áo, huyết chi thạch môn kia tức thì bị thu vào túi chứa đồ hắn có chút hứng thú với thứ này, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Nguyệt huyền lão ẩu thấy lâm phàm nhất tay một cái đã thu lấy huyết chi thạch môn thì lại bị chấn kinh tiếp, thủ đoạn bậc này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho dù là lý nguyên kỳ kia, cũng chỉ có thể giấu vật này ở hư không, không thể thu lại. Sư phụ Chợt có tiếng một hàm vang lên từ cách đó không xa. Tốc độ của mấy người một hàm rất chậm, đi tuốt phía sau lâm phàm, giờ phút này tất cả đều đã xong, bọn họ mới khó khăn lắm đuổi tới lâm phàm cũng thấy hơi tiếc đến quá chậm không thể thấy một màn khí phách vừa rồi của hắn nếu không khẳng định lại lung lạc được thêm một số người hàm nhi nguyệt huyền lão ẩu thấy các đệ tử đến từ đằng xa trong lòng cũng thở vào một hơi chỉ cần không có việc gì là tốt rồi nhóm của đại sư tỷ không sao cả các nữ đệ tử nguyệt cung tông thấy người đến cũng vui mừng hò reo lâm sư huynh lý nguyên kỳ phong tiếu linh lập tức đi tới cạnh lâm phàm vội vàng hỏi dọc đường đi bọn họ rất lo lắng không biết lâm sư huynh có phải đối thủ của lý nguyên kỳ không thế nhưng giờ phút này trời yên biển lặng khiến y thắc mắc không thôi lâm phàm vung ống tay áo lý nguyên kỳ làm nhiều việc ác lại dám phạm thượng đã bị ta bắt đền tội hả phong tiếu linh vừa nghe tức thì há hốc mồm có chút không dám tin Giờ khắc này, ánh mắt của Phong Tiếu Linh nhìn về Lâm Sư Huynh đã hoàn toàn thay đổi. Đây là mạnh đến cỡ nào chứ? Sư phụ, ta và các sư muội may mắn gặp được Lâm Sư Huynh, nếu không phải có Lâm Sư Huynh, chúng ta sợ là đã chết trong tay bọn chúng rồi. Một hàm rút vào bên người Nguyệt Huyền lão ẩu, nói. Tiện tay thôi mà. Lâm Phàm xua tay, nói giọng rất bình thản, tựa như chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần nhớ ở trong lòng. Các ngươi tới cả đây. Giờ khắc này, Lâm Phàm vẫy vẫy tay gọi đám đệ tử Cửu Tiêu Tông. Các đệ tử này giống như làm phải chuyện sai, từng người cúi thấp đầu, đi tới trước mặt Lâm Phàm. "Lâm sư huynh, bọn họ kỳ thật cũng là bị bắt ép, xin đừng trách phạt quá nặng." Phong Tiếu Linh lên tiếng xin cho các sự đệ. "Lâm sư huynh tha mạng, bọn đệ đều là bị ép buộc mà thôi." "Hu hu, Lâm sư huynh, bọn đệ một lòng hướng thiện, thế nhưng Lý Nguyên Khải kia quá mạnh." nếu bọn đệ không nghe theo lão thì sẽ gặp độc thủ. Được rồi, ta cũng biết các ngươi vì bất đắc dĩ mới làm vậy, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Nguyệt Cung Tông là các ngươi phá hủy, cho nên việc xây lại Nguyệt Cung Tông toàn bộ do các ngươi phụ trách. Lâm Phàm xua tay nói, sau đó nhìn về phía Nguyệt Huyền lão ẩu. Nguyệt Tông chủ, chỉ sợ trong cửu tiêu tông đang có chuyện, ta cần tự mình đi một chuyến, những đệ tử này kính xin quý tông tạm thu dụng, cho tạm ở lại nơi này. Được, không thành vấn đề, Lâm trưởng tọa, ngài là ân nhân của Nguyệt cung tông chúng ta, việc nhỏ như vậy cần gì nói lời khách sáo chứ." Nguyệt Huyền lão ẩu gấp gáp nói. Nguyệt Huyền lão ẩu đánh giá Lâm phàm càng lúc càng cao, phẩm chất như thế, phong độ như thế, khí chất như thế, không thể không khiến người tôn trọng a. À. "Lâm sư huynh, huynh muốn đi Cửu Tiêu tông thì để đệ dẫn đường." Phong Tiếu Linh nói. "Ngươi thành thật đợi ở chỗ này, đây không phải việc ngươi có thể đối phó." Lâm Phàm gạt đi. Các vị, sự tình cấp bách, đành cáo từ sớm vậy. Lâm Phàm chắp tay chào mọi người, chuẩn bị rời đi. Lâm trưởng tọa, không nghỉ ngơi thêm chút nữa sao? Cũng để Nguyệt cung tông chúng ta tận tình địa chủ. Nguyệt huyền lão ẩu vội vã nói. Lâm Phàm quay lưng lại, khoát tay áo. Cửu tiêu tông cùng thánh tông vốn là hảo hữu ngàn năm, lần này xảy ra chuyện, ta nhất định phải nhanh chóng tới trợ giúp. Ngày sau có rảnh nhất định sẽ tới Quý Tông bái phỏng, cáo từ. Lâm Phàm cũng không đợi Nguyệt Huyền lão ẩu nói thêm cái gì, trực tiếp bay lên không, lao vút về phương xa. Lâm. Nguyệt Huyền lão ẩu còn định nói thêm, lại thấy Lâm trưởng tọa đã đi rồi, chỉ biết thở dài một tiếng. Thiếu niên tài tuấn, vạn năm khó gặp. Nguyệt Huyền lão ẩu nhìn hư không, than thở. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông cùng dùng ánh mắt núi tiếc không nguôi nhìn về bóng người đang dần khuất xa kia, giống như trái tim đã bị người kia mang đi mất. Nguyệt huyền lão ẩu nhìn ánh mắt và vẻ mặt của các đệ tử, chỉ lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Người như vậy, đừng nói các đệ tử, nếu bà trẻ hơn một chút, khẳng định cũng động tâm. Giờ phút này, Lâm Phàm đang cười lớn trong bụng. Trang bước xong rồi chạy, lưu lại một truyền thuyết, thế mới xứng phong cách của tiểu gia chứ. Cùng lúc ấy, ở một nơi cách xa Nguyệt Cung Tông, một bóng người xuất hiện, nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một cô gái. Nếu Lâm Phàm nhìn thấy người này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc, đây không phải là muội tử thần bí tên dạ hàm sao. Khí tức huyết giới Cửu Tiêu Tông đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao lại dây dưa với cái thứ gọi là tuyên cổ kia nhỉ? Rời khỏi Nguyệt Cung Tông một khoảng xa, Lâm Phàm đáp xuống mặt đất, nghĩ việc này. Lương Dịch Sơ bị tuyên cổ thao túng, chẳng lẽ hàng tông chủ cũng như vậy sao tuyên cổ này rốt cuộc là định làm gì nếu chỉ là muốn tụ tập thân thể thì không cần tấn công tông môn khác thành thật mà đi tìm các phần còn lại là được rồi còn phiền toái như vậy làm gì dùng đầu óc trinh thám của lâm phàm trong này cất giấu một đại bí mật kinh thiên huyền hoàng giới một phân thành hai thân thể tuyên cổ mảnh vỡ lệnh bài chí tôn ở nguyệt cung tông chẳng lẽ trong này có liên hệ gì đó cần phải xem xét cho thật kỹ mới được quên đi, vẫn là kiểm kê thu hoạch trước đã. Thu hoạch lần này thật sự không tồi, tu vi tăng lên một khoảng lớn, tiến nhập cảnh giới tiểu thiên vị, khoảng cách cảnh giới đại thiên vị cũng không tốn bao lâu nữa rồi. Đối với dây chuyền quy tắc, Lâm Phàm cảm thấy rất có hứng thú. Chỉ là hiện tại tu vi còn không đủ, không có tư cách lĩnh ngộ quy tắc. Ngẫm lại Lý Nguyên Kỳ kia lĩnh ngộ 12 dây chuyền quy tắc đã trâu bò như vậy, quả là khiến người ta hâm mộ nhìn cánh tay huyết ma đại đế thật lớn trong túi chứa đồ, Lâm Phàm tươi tỉnh hẳn lên. Thiên địa dung lô Lâm Phàm ném cánh tay của huyết ma đại đế vào thiên địa dung lô, bắt đầu luyện hóa. Đằng sau huyết chi thạch môn nhất định là một thế giới khác, hẳn là khác biệt rất lớn với huyền hoàng giới, có cơ hội nhất định phải xem thử một vòng. Cùng ụt Thiên địa dung lô, luyện hóa vạn vật, cánh tay kia bị luyện hóa trong nháy mắt. Đinh, chúc mừng đạt được năm giọt tinh huyết của huyết ma đại đế tinh huyết của huyết ma đại đế ẩn chứa lực lượng tinh huyết vô cùng nhìn mấy giọt máu lơ lửng trên không trung lâm phàm khẽ cười đến thật đúng lúc nuốt giờ phút này lâm phàm ngồi xếp bằng hút năm giọt máu kia vào trong miệng sau đó vận chuyển huyết hải ma công công pháp này có tác dụng rất lớn với lâm phàm còn huyết thần kia vì đi đường tắt không dùng máu hung thú để tu luyện cho nên rẽ vào con đường sai lầm. Tinh huyết của huyết ma đại đế ẩn chứa lực lượng vô cùng, không biết có thể khiến huyết hải ma công này tăng đến tầng bao nhiêu nữa. Mục tiêu của Lâm Phàm là tu luyện công pháp này tới cảnh giới tích huyết trọng sinh, nhưng lấy tình huống trước mắt mà xem, sợ rằng còn lâu mới đạt tới. Sau khi nuốt mấy giọt máu vào, một cổ huyết khí ngập trời tràn ra, huyết hải ma công vận chuyển cực hạn, hấp thu lực lượng trong năm giọt tinh huyết kia. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu lâm phàm mở hai mắt khóe miệng lộ vẻ tươi cười quả nhiên là bá đạo huyết ma đại đế không hổ là bá chủ của thế giới kia nếu như mình không có cánh tay tuyên cổ chỉ sợ sẽ bị đối phương nghiền ép chí tử chỉ năm giọt máu thôi vậy mà để huyết hải ma công tăng lên tới tận tầng thứ sáu đoạn chi trọng sinh tuy cảnh giới này cần tiêu hao vô số lực sinh mệnh và chân nguyên nhưng với lâm phàm hai thứ này không thiếu ngô đồng thần thụ thời thời khắc khắc thu nạp chân nguyên thiên địa mà lực sinh mệnh mênh mông trên ngô đồng thần thụ cũng thừa để cung cấp cho lâm phàm không tệ không tệ tiếp đó lâm phàm lại lấy ra huyết chi thạch môn trong nháy mắt một cánh cửa đá cao vút trong mây khí tức làm người sợ hãi xuất hiện huyết chi thạch môn vật câu thông huyết giới vốn là huyết giới thai ngén mà ra huyền bí vô cùng lý nguyên kỳ coi thứ này là ác chủ bài triệu hoán thành công huyết ma đại đế mong trấn áp địch nhân. Thế nhưng với Lâm Phàm, huyết chi thạch môn ngoại trừ câu thông với huyết giới thì chẳng có bao nhiêu tác dụng, triệu hoán một cánh tay thôi mà cần tế hiến đến bốn dây truyền quy tắc, quá đắt đỏ. Hắn dự định ném cánh cửa này vào thiên địa dung lô, luyện hóa thử, nhưng lại sợ thiên địa dung lô biến nó thành một đống đá bỏ đi, được không bù nổi mất. Hơn nữa, hắn còn dự định sau này tiếp tục triệu hoán huyết ma đại đế, xin tí máu để luyện huyết hải ma công nữa. Ấy quên. Lúc này, Lâm Phàm mới nghĩ tới thi thể của Lương Dịch Sơ còn nằm trong túi chứa đồ, cộng với thi thể Lý Nguyên Kỳ mà hắn vừa thu được. Ở một trưởng ban nãy, hắn khống chế lực, không để thi thể của Lý Nguyên Kỳ bị đập thành thịt vụn, rồi lén lúc thu lại lúc các bụi mù mịt, tránh bị người ta hiểu lầm là có sở thích đặc biệt. Lâm Phàm sáng mắt lên, nghĩ tới một chuyện, đó là nếu bỏ hai cái thi thể này vào thiên địa dung lô thì sẽ luyện hóa ra cái gì lâm phàm chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ném người vào luyện hóa chủ yếu là có chút ghê tay ai à, thôi quên đi lâm phàm thở dài bất kể thế nào lương dịch sơ cũng là sư phụ của tân phong huynh đệ giao cho tân phong là tốt nhất cũng để vị tiền bối này nhập thổ vi an huống hồ còn thi thể lý nguyên kỳ một thời gian nữa nghĩ kỹ thí nghiệm sau vậy sửa sang lại túi chứa đồ lâm phàm lại bay đi cửu tiêu tông cách đây còn rất xa tiếp tận cực tây quả thật là một đường mệt nhọc cửu tiêu tông chỗ sâu nhất trong địa lao mấy đại thái thượng trưởng lão cửu tiêu tông sắc mặt trắng bệch tu vi toàn thân bị phong bế những cái xích sắc khóa bọn họ lại tỏa ra từng trận hào quang hút lấy chân nguyên trên người bọn họ còn ở một góc tân phong cũng bị xích sắc khóa chặt cả tứ chi lại bị hai thanh sắc đen kịp đâm xuyên qua thân thể các vị trưởng lão, Tân Phong Sư Huynh, Tông Chủ đã mang theo người ra ngoài, Lý Nguyên Kỳ cũng dẫn đệ tử Tông Môn đi tấn công Nguyệt Cung Tông rồi. Giờ phút này, một đệ tử trong coi địa lao hốt ha hốt hoảng nói. Đệ tử này cũng muốn cứu các vị Thái Thượng trưởng lão và Sư Huynh, nhưng lực lượng trên xích sắt kia không phải hắn có thể đối phó, đụng vào chỉ có chết. Cửu Tiêu Tông hỏng rồi. Một Thái Thượng trưởng lão thống khổ không thôi. Tông Chủ giống như thay đổi thành một người khác vậy, biến thành một kẻ bọn họ không thể hiểu nổi vậy mà lại làm ra những chuyện như vậy thái thượng trưởng lão chúng ta nên làm cái gì bây giờ tân phong thều thào nói tông chủ đến cùng là bị vật gì che mắt những xích sắc này đang hút tu vi của chúng ta sợ là không bao lâu nữa chúng ta sẽ hóa thành xác khô vĩnh viễn tiêu vong một thái thượng trưởng lão khác bi thống nói ông ta không ngờ cử tiêu tông cực thịnh một thời lại gặp kiếp nạn lớn đến thế tân phong cúi đầu im lặng y cũng biết không bao lâu nữa tất cả sẽ phải chết lúc này một thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn tân phong cửu tiêu tông gặp lúc nguy nan chúng ta thân là thái thượng trưởng lão không có khả năng chết vô ích như vậy cho dù chết cũng phải cứu lấy cửu tiêu tông tân phong có đệ tử các sư huynh đệ hiện giờ thân thể chúng ta đã gần hỏng rồi vô lực xoay chuyển trời đất nhưng cũng không thể để bị thứ này tiếp tục hút xuống chúng ta hãy đem tu vi cả đời truyền vào cơ thể tân phong để hắn có khả năng tranh đoạt một đường sinh cơ cuối cùng đi tốt cũng chỉ có như thế mấy thái thượng trưởng lão khác gật đầu đáp các sư huynh đệ các xích sách này chỉ cần bị rút ra ở một chỗ thì sẽ ngừng việc hút chân nguyên trong thoáng chốc để ta rút nó ra tranh thủ cho mọi người một đoạn thời gian tân phong vừa nghe nhất thời kinh hãi thái thượng trưởng lão đừng mọi người sẽ chết cửu tông tông hiện giờ sắp hỏng rồi không thể để tông chủ tiếp tục sai các sư huynh đệ chuẩn bị nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha